máy tăm nước Flossy ấy, thì hôm nay bên em đang có chương trình dùng thử trải nghiệm sản phẩm máy tăm nước, thì không biết là em có thể nhờ anh một chút trải nghiệm sản phẩm bên em được không ạ? Cũng được. Tại đây là máy tăm nước 2 triệu của bên em ạ. Thì bây giờ bên em sẽ lắp còi và đổ nước để mình bắt đầu sử dụng thử nhanh nhé. Bắt đầu chọn nước để khởi động ạ. Dạ vâng, bây giờ mình sẽ bật nút nguồn lên ạ. Nếu như bắt đầu mình thì chỉ cần dùng nước 2, nước 3 là được rồi anh ạ. Đây đúng không? Đúng rồi ạ. Sau khi anh dùng xong sản phẩm bên em thì anh có cảm nhận về sản phẩm em có ok không ạ? Mình thấy thì cái sản phẩm này nó khá là tiện dụng. Trước đây mình dùng cái sản phẩm chiếu thì mình thấy nó chỉ làm sạch phần bên ngoài nó dễ, thì bên trong nó hơi khó khăn hơn một chút đấy. Cái sản phẩm bên mình thấy nó làm sạch một lúc được cả hai mặt, mình thấy khá là hay. Dạ, thế mình có thêm góp ý gì cho sản phẩm bên em được không ạ? Theo mình thì cái sản phẩm này mình thấy cái phần vòi chữ U ấy, nó đang dùng mình phải mất một chút thời gian mình mới thể quen được đấy. Vâng. Nếu mà sau này mình phát triển cái sản phẩm nó có thể dễ dùng hơn một tí thì khá là hay. Vâng. Thế cảm ơn anh vì đóng góp ạ. Vâng.